mật. Chuẩn bị cho đoàn đang sắp tới Nha Trang. Thì đây là tất cả thành viên của Running Man. Đây là một người đàn ông rất là manly của nhóm mà lại hả đeo cái này để cho thon gọn cặp. Biết làm gì luôn á. Mấy đứa lên comment chơi anh bư quá đó. Mà nói bây giờ anh phải đeo vậy. Không, thật ra là đúng là tại vì anh Vinh đã đến tuổi rồi và anh mập, anh phì, anh không kiểm soát. Anh Bi cái này rất là nóng xuống nè. Đó, đây là tuần trăng mật giữa BB và anh Ngô Kính Huy. Thì lên máy bay nãy giờ đó là cái cặp đôi đó được gọi là anh chị hết. Mai anh ai chị thì vẫn chưa xác định rõ. Mà kỳ cục à. Còn nếu mà các bạn muốn thắc mắc mà tìm kiếm anh Trấn Thành đâu thì đây ha. Đó, đây là bà má của chúng tôi. Đó. Bà đi máy bay là bà phải vậy đó. Đêm túi nè, rồi mình bà ngủ từ hồi nãy tới giờ. Em sợ, nãy đi lên còn bị tái vô đầu nữa.